Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món gà rô ti thơm ngon. Để làm món gà rô ti thơm ngon thì các bạn cần chuẩn bị cho mình thịt gà. Các bạn mua cho mình nửa cân thịt gà nhé. Và mình làm sạch bằng nước muối, sau đó thì chặt thành những miếng ăn vừa phải các bạn nhé. Để mình đã để rắc nước và mình đã cho vào một cái tô này. Để mình sẽ ướp gia vị vào miếng thịt gà này. Để khi chúng ta nấu lên ấy, thì nó sẽ ngấm gia vị vào thì ăn thịt nó sẽ ngon hơn nhé. Để làm món rô ti này thì các bạn chuẩn bị cho mình 2 thìa dầu điều này, lá chanh, vài chiếc lá chanh, ớt nếu bạn nào ăn được cay nhiều mình cho nhiều nhé, tỏi, hành thơm và các gia vị khác như đường, mắm, muối, mì chính. Thì bây giờ mình sẽ ướp vào thịt gà và mình sẽ nói luôn các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ ướp thịt và để các bạn nhé. Các bạn sẽ cho mình vào đây bột canh khoảng 1 thìa các bạn nhé, thìa cà phê, bột ngọt, bạn nào ăn nhiều cho nhiều nhé, mình cho độ 1/3 thìa bột ngọt thôi và 1/3 thìa hạt tiêu nữa cho nó thơm. Các bạn là cho mình đường vào nhé, mình cho khoảng độ 1/3 thìa canh đường. Và vào đây mình sẽ cho vào 1 thìa canh mắm nhé. Ngũ vị hương, các bạn là cho mình ngũ vị hương vào nhé, cho một cái mùi thơm của ngũ vị hương. Dạ, chút ngũ vị hương cho thơm nhé. Mình sẽ cho dầu điều vào đây ạ. Nào mà muốn có màu đẹp nữa thì các bạn có thể cho nước màu, nước hàng nhé. Không có thì như thế này cũng được rồi. Và mình ướp tầm 10 đến 15 phút, sau đó thì mình sẽ cho lên bếp để mình nấu lên nhé. Cho nó ngấm gia vị vào, các bạn để cho mình 10 đến 15 phút vào. Bây giờ mình sẽ băm cái phần hành thơm này ra nhé. Các bạn băm nhỏ phần hành thơm cho mình. Tỏi các bạn cũng băm nhỏ ra cho mình nhé. Tỏi này nữa cho thơm. Mình thái vài cái lá chanh ra. Gà thì nên có lá chanh để cho nó có thơm mùi lá chanh. Không cần phải thái nhỏ. Ớt thì tùy theo các bạn ăn được cay nhiều hay ít nhé. Thì mình sẽ cho ớt nhiều ít. Các bạn là cho mình chảo dầu lên bếp và mình cho phần hành tỏi là phi thơm lên nhé. Khi phần hành tỏi đã thơm rồi thì các bạn là sẽ cho mình ớt vào. Mình đảo lên để cho cái phần thịt gà này nó thấm gia vị vào các bạn.
Đây các bạn, bây giờ mình sẽ om lại nhé, để cho cái phần thịt gà này nó cạn và nó chuyển sệt nước là được. Đấy, khi thịt gà mình đã ướp gia vị như vậy là gà nó cũng ra nước rồi, thì các bạn chỉ cần om lại thôi để cho nó cạn là được. Cạn hết cái phần nước này đi, để là nó ngấm vào miếng thịt gà thì mình ăn nó sẽ ngon nhé. Các bạn kiểm tra xem gia vị đã vừa chưa đã nhé, sau đó thì mình sẽ om. Mình ăn này là được rồi ạ. Bây giờ các bạn làm sẽ cho mình phần ớt và phần lá chanh vào nhé. Các bạn thử kiểm tra xem gia vị đã vừa với món gà với ti này của mình chưa nhé. Thì là mình như nhà mình ăn như thế này là vừa rồi. Và bây giờ mình sẽ cho ra đĩa là có thể thưởng thức món gà vi ti này đấy ạ. Khi phần nước nó đã hết vỏ gà rồi nhé, đây là chỉ còn lại khi phần dầu mà da gà nó ra thôi. Cắt hết của mình cái đó. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi nấu xong đấy ạ, làm một đĩa gà rô ti như thế này nhé, rất chi là thơm ngon, dễ làm và dễ ăn. Các bạn thích hãy làm món này cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Với 500g thịt gà là các bạn đã có được một đĩa gà như thế này rồi. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.